Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Hòa, giảng viên ICW của Viện Đào tạo TechFriend. Chào mừng các bạn đến với chuỗi video học môn Tax Principles Thuế Anh trong chương trình luyện thi chứng chỉ Tài chính Kế toán và Kinh doanh toàn cầu của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales. Về môn Tax Principles, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một số nội dung như sau. Phần thứ nhất liên quan đến General Adjective, các sắc thuế và những nguyên tắc đạo đức của người làm kế toán trong lĩnh vực thuế cũng như ngành nghề dịch vụ trên lãnh thổ nước Anh. Phần thứ hai là liên quan đến thuế thu nhập cá nhân sẽ được chia sẻ trong phần trình bày ngày hôm nay. Bên cạnh đó là những khoản đóng góp bảo hiểm xã hội bắt buộc, National Insurance Contribution, thì đối với lãnh đạo nước Anh, các khoản đóng góp này cũng xem như là một sắc thuế. Đối với các giao dịch về kinh doanh chứng khoán, chuyển nhượng tài sản thì mình sẽ có sắc thuế gọi là Capital Gain Tax. Cái phần tiếp theo tương đương với thuế Việt Nam là Corporation Tax, thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong phần này mình sẽ tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam và ở UK đối với về doanh thu chịu thuế, chi phí được trừ, những phần áp dụng thuế suất cũng như là kê khai thuế. Nội dung tiếp theo liên quan đến hoạt động cung cấp hàng hóa dịch vụ dưới sự điều chỉnh của thuế giá trị gia tăng. Phần này mình cũng có phương pháp so sánh giữa thuế Anh và thuế Việt Nam về đối tượng chịu thuế và không chịu thuế, phương pháp kê khai và mức thuế suất. Phần cuối cùng sẽ liên quan đến luật quản lý thuế, thì phần này sẽ tương đối phức tạp bởi vì luật quản lý thuế ở Anh thì được cập nhật hàng năm, đòi hỏi những người làm kế toán trong doanh nghiệp cũng như những người hành nghề dịch vụ phải thường xuyên cập nhật để tránh rủi ro về các khoản phạt đối với các sắc thuế ở trên. Phần tiếp theo mình sẽ chia sẻ về thuế thu nhập cá nhân. Đối với thuế thu nhập cá nhân, đây là một loại thuế trực thu để tính được nghĩa vụ thuế của một cá nhân. Khi có nhiều nguồn thu nhập, mình phải xác định được khoản thu nhập nào là thu nhập chịu thuế, thu nhập là thu nhập miễn thuế. Về thu nhập miễn thuế thì luật thuế ở Anh tính đến hiện tại sẽ có 24 đối tượng được đưa vào thu nhập miễn thuế, bao gồm thu nhập từ tiền lãi nhận được các khoản công trái của chính phủ, thu nhập từ cá cược, trúng thưởng và thu nhập từ học bổng. Đối với phần thu nhập chịu thuế thì thường thường phát sinh từ những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ thương mại, thu nhập từ cho thuê tài sản, vân vân. Thì khi có những khoản thu nhập chịu thuế, nhiệm vụ tiếp theo của người kế toán và người hành nghề sẽ phân tách thành 3 mảng chính là non-saving income, saving income và dividend. Lý do tại sao mình phải phân tách những nguồn thu nhập này, bởi vì từng mảng thu nhập này sẽ ứng với mức thuế suất khác nhau. Điểm phần tiếp theo mình sẽ so sánh sự khác biệt và sự giống nhau về kỳ tính thuế cũng như là nguyên tắc tính thuế ở thuế Việt Nam và thuế Anh. Ở Việt Nam thì kỳ tính thuế thu nhập cá nhân sẽ là năm dương lịch từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 hàng năm. Trong khi ở Anh thì cái kỳ tính thuế sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 của năm trước đến ngày 5 tháng 4 của năm sau. Sau khi xác định được phần tax saving income từ những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, hoạt động cho thuê tài sản, giao dịch từ thương mại, thì mình sẽ xác định cái đại lượng thứ hai là personal allowance, các khoản giảm trừ. Personal allowance sẽ có những nguyên tắc sau đây. Đối với tax saving income ở mức dưới 100.000 bảng một năm, thì cá nhân sẽ được hưởng một mức personal allowance cố định là 11.850. Nguyên tắc thứ hai là khi cái mức thu nhập của mình vượt trên 100.000 bảng một năm thì sẽ vận dụng nguyên tắc cứ 2 đồng taxable tăng thêm thì sẽ cái personal allowance sẽ bị giảm xuống một đơn vị. Như vậy vận dụng nguyên tắc này thì cái phần personal allowance sẽ bị tiến về không nếu phần thu nhập của mình vượt trên 123.700 bảng một năm. Sau khi xác định được taxable allowance thì có những khoản giảm trừ khác, ví dụ như marriage allowance, marriage couple allowance. Và cái phần mình hay gặp nhất là khi một cá nhân có thu nhập cao và họ có sự đóng góp vào các quỹ từ thiện nhân đạo thì các khoản đóng góp này sẽ được giảm trừ vào nghĩa vụ thuế nào hàng năm. Phần tiếp theo mình sẽ chia sẻ một ví dụ nhỏ để mọi người xác định được thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân. Ở đây mình có một ví dụ là job trong năm sẽ có 3 nguồn thu nhập chính là phần employment income từ tiền lương, tiền công. Phần thứ hai là bank interest, lãi từ tiền gửi ngân hàng. Và thứ ba là phần dividend khi góp vốn vào công ty và nhận được khoản cổ tức. Sau khi có 3 nguồn thu nhập này, nhiệm vụ tiếp theo là mình phải classify nó về 3 mảng như trình bày phần trên là non-saving income, saving income và dividend. Phần thu nhập tiền lương, tiền công được phân loại là non-saving income. Tương tự như vậy, phần bank interest chính là phần saving income và cuối cùng cái phần dividend sẽ được phân loại là dividend income. Phần tiếp theo là mình tính toán personal allowance. Personal allowance dựa trên nguyên tắc là phần tax saving income nếu dưới 100.000 thì phần personal allowance sẽ là 11.850. Và vận dụng nguyên tắc này mình thấy là trong năm thì sót có phần thu nhập chịu thuế là 47.075 bảng. Như vậy nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện đầu tiên và personal allowance của mình sẽ được áp dụng ở mức là 11.850. Và mình trừ theo nguyên tắc từ trái sang phải, mình sẽ có được taxable allowance của sót trong năm là 35.225. Trên đây là phần trình bày về phần income tax, thuế thu nhập cá nhân.
theo thuế Anh. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung này, vui lòng comment ở bên dưới. Viện đào tạo Top Trend sẽ phản hồi các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn có một kỳ thi thành công.